Lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup năm 2023 đến năm 2024 đã chứng kiến cuộc đấu đầy kịch tính giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Sabah, Malaysia, trên sân Lạch Tray vào chiều 25 tháng 10. Đây là trận đấu quan trọng đối với câu lạc bộ Hải Phòng, phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng tiến vào vòng tiếp theo. Hữu Sơn, 77, đã ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Hải Phòng. Với lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Hải Phòng nhập cuộc đầy tự tin và tấn công ngay từ đầu. Mặc dù kiểm soát bóng nhiều, nhưng mảng tấn công của họ chưa thực sắc nét, trong khi hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Sabah khá kiên cố. Tuy nhiên, sự may mắn đã đứng về phía đội bóng đất cảng, và họ đã ghi liền hai bàn thắng trong hiệp 1. Phút 14, Hữu Sơn thực hiện một pha tạt từ cánh trái vào vòng cấm. Tuy pha tạt hơi sâu nhưng bất ngờ bóng xoáy vào góc xa và lưới đối phương, giúp câu lạc bộ Hải Phòng dẫn trước 1-0. Đến phút 18, Đàm Tiến Dũng đã ghi bàn thứ hai bằng một cú sút xa đầy kỹ thuật. Với ưu thế 2-0, câu lạc bộ Hải Phòng chuyển sang chế độ bảo toàn tỷ số trong hiệp 2. Họ nhường thế trận cho đối thủ và ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà. Tuy nhiên, câu lạc bộ Sabah không dễ dàng từ bỏ. Phút 71, hàng thủ câu lạc bộ Hải Phòng mất tập trung, để câu lạc bộ Sabah ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ cú đánh đầu của Ramon. Sau khi nhận bàn thua, câu lạc bộ Hải Phòng không chần chừ. Phút 72, Đàm Tiến Dũng đã hoàn thành cú đúp bằng một cú dứt điểm tinh tế, đưa tỷ số lên 3-1. Với chiến thắng này, câu lạc bộ Hải Phòng đã đánh bại câu lạc bộ Sabah 3-1, mở ra hy vọng tiến vào vòng tiếp theo của AFC Cup năm 2023 đến năm 2024.